Bambi cam anh. À, chị thì cũng thấy có cái ô vuông này mà cái mặt cương ứng là mấy cái À dạ mấy người đi quay bằng em cương dạ không có anh, người ta cũng mang đi cam, mình lại có cái cam á. Rồi sau giờ em sẽ hướng dẫn anh làm cái ví nóng nha, tạo ví nóng trên 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 ví MetaMask. Thì đầu tiên anh vào đây nè, thì cũng lên web bình thường thôi, thì anh sẽ gõ là MetaMask nè. của mình làm mọi thứ trên Google hả? Dạ dạ thì nó là cái ví nóng á, nó sẽ tích hợp với cái web. Một là anh có thể là dùng điện thoại anh tải MetaMask hoặc là ví Trust, ví SFB, rồi nhiều ví lắm đó, rồi ví blockchain. Thì nhưng mà cái hiện tại là cái hàng hàng MetaMask này nó hỗ trợ tốt nhất để mình tham gia những cái sàn phi tập trung đó. Tại cái bàn phím của mình không có đánh trong Google đó, nó ra chữ bậy Đâu thì tại chắc anh ấy lại cái ấy thôi. không, khi mà Hiền Hiền làm cái ví Hiền để bàn phím tiếng Anh đó, thì đánh được Dạ cái không dấu á, còn dạ khi mà có dấu là nó đánh nghĩa chữ hẳn rồi chia sửa cũng được, cái người mà dạy thì không biết gì họ sửa cũng được, thành ra Hiền xài trên cái nền tảng Microsoft hay gì đó. nói chung thì cái này nó sẽ hỗ trợ tốt hơn, cái này nó gì nhanh hơn cái ai kia. Giờ anh nè, anh nhớ vô bắt đầu em chỉ anh luôn nha, anh tự nhớ rồi. Nó hỏi anh là một là anh có địa chỉ ví chưa, hai là mình chưa có thì mình nhấn tạo ví. Địa chỉ ví là địa chỉ ví của MetaMask đó. Dạ đúng rồi, anh nhấn tạo ví thì cái này xíu nữa em sẽ che đi rồi nhấn tôi đồng ý. Xíu nữa biên bi soạn lại video em sẽ che đi rồi anh tạo mật khẩu của riêng anh nhớ nha. Cái Rồi gì cái mật khẩu này mà sợ cái bàn phím Google đánh hai cái nó khác nhau, dạ mà giờ em khỏi làm tiếng Anh rồi không biết nó dạ nhấn tạo anh nó khớp rồi mới cho. Rồi bây giờ anh lấy điện thoại á, ai đây anh thấy không, tải cụm mật khẩu sau lưu ví bảo mật kìa, thấy không chữ màu xanh xanh, tải cụm mật khẩu. Đúng rồi dạ đó. Rồi anh lấy cái anh nhấn vô nó đi để trên tải rồi. Dạ, đây là nó sẽ lưu về máy anh một cái file txt nha, thì anh có thể là mở lên, còn hai á là anh nhấn vô nhấp vào đây để mở hiện các từ bảo mật á, anh cứ nhấn đi rồi xíu nữa là rồi lấy điện thoại chụp Ủa sao lại, mà anh lấy đi rồi lấy 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 con chỉ thì mở lên để làm sao? đây nè anh. Nói chung á thì anh lấy cái thôi không sao đâu nè, xíu nữa em sẽ vừa biên tập lại, Hay em biên tập lại em xóa rồi anh nhấn nó đi, nhấn vào cái file này nó sẽ hiện thị ra nè những cái ký tự của anh á. Thì nói chung xíu nữa em sẽ bôi cái này đi, anh đừng có lo, cái này anh phải giữ nha, anh giữ á, anh giữ lại để mình có bị mất á thì mình rồi dùng chụp hình nhiều. xong rồi đó. Dạ ok anh, thì sau đây là Ủa mà thường nó nằm ở đâu vậy? Thường nó dạ nằm lúc nào nó cũng nằm trong cái nọt hết trơn. đào đào lót ra anh, Ủa sao đâu lót mà nó nằm ở cái nọt? đào đào Hiểu từ từ thì mình từ nhớ thường thường nó nằm ở chỗ rồi nào? rồi 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 anh nhấn nhấn vào gì, nhấn vào đây rồi chụp chụp lại rồi đúng không, đây nè đó đây nè chụp lại. Ở chụp ở đây nữa hả? Dạ thì chung nhau đó nè, không sao đâu. Rồi nhấn tiếp theo, rồi đây anh nhập những cái ký tự này lại, cái chỗ này đừng lo, xíu nữa em sẽ xóa hết đi, bôi hết đi, nên là cái 12 ký tự này của anh không sao cả. Rồi anh nhập theo thứ tự từ 1 tới tới hết á. Dạ.
rồi nhấn xác nhận rồi hoàn tất. Mình mất, nếu lỡ mình mất cái này rồi sao cứ bắt rồi phải nổi. Thì xíu nữa em sẽ chỉ anh cách lấy Privacy Key là cái khóa riêng tư của anh á. Rồi thứ hai nữa là mình mất á, thì mình đã có 12 ký tự kia để khôi phục. 12 ký tự hồi nãy không biết nó là mình mất cái ký tự này nè. Nó luôn cái máy này rồi thì mất cái máy, bị còn mất cái mình mất cái ký tự. Thì bởi vậy em mới kêu anh lưu ở nhiều chỗ. Chút nữa là em sẽ chỉ anh cách mình sao lưu trên Google Drive hoặc là trên Dropbox. Có cách nào mình đổi thành dễ không ta, giống như 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11? Thì nó sẽ có một cái private key. Privacy key á là cái khóa riêng tư, là nó tất cả là những cái phải dãy dãy tơ số thôi. Rồi được rồi, sau đây á là đây nè, anh nhấn vô cái chữ nè, lúc ghi nè, anh nhấn cái này ghi ra là cái ví MetaMask này nó sẽ hiện thị ra luôn. Lúc nào mà mình giao dịch á là sẽ có. Nhưng mà bây giờ em sẽ tích hợp cho anh cả ba nền tảng là Ethereum, rồi Binance Smart Chain và HecoChain luôn. Thì hiện tại bây giờ là ba cái nền tảng này nó đang hot đó. Đó, mình tích hợp hết luôn để khi mà anh mỗi cái nền tảng anh phải chuyển đúng, nếu mà chuyển sai mình sẽ bị mất tiền á đó. Đó nên là tốt nhất là mình cẩn thận cái chỗ này một xíu. Các anh hỏi chuyển tiền lên bên em mà chuyển tiền thì mình còn chưa nhớ. Dạ phải nhớ, nhưng mà có điều là rất là sợ làm sai thành ra, bởi vì chơi gì chắc không luôn quá. Mốt mỗi lần chừng nào mà giao dịch lớn cái nhà tôi nhảy lên giao dịch. Dạ nhà tôi chỉ chừng nói chung xíu nữa em sẽ chỉ cách nào làm sao để mình đúng á, mình đừng có sợ nó sai, là mình chỉ cần là coi 4 số đầu 4 số cuối của cái địa chỉ ví là được rồi. Đây đợi em tí đi. Ấm như cái trang của Cương Trần, những cái trang của Cương á. Dạ. Có mấy cái này nữa. Dạ có em hướng dẫn hết rồi. Nhưng mà cái này là chủ yếu là làm luôn để cho mọi người thấy hiểu á. Người mới không anh, để cho họ hiểu chứ người ta hỏi mình không có trả lời được. Đây là bây giờ em là mình sẽ nhấn để thêm cái mạng của Binance Smart Chain á, nhấn vào RBC nè, RBC tùy chỉnh nè, nhấn mã tên mạng là Binance. Rồi mã là 56, ký hiệu là BNB. Dạ. Thì nói chung kiến thức mà anh đâu có ấy đâu, đâu thể nào biết hết được. Rồi đây là em đã thêm cho anh là mạng Binance Smart Chain rồi. Thì bây giờ em sẽ thêm cho anh cái nữa là Hobi hay cô chain của Hobi á. Tại vì mình giao dịch trên đây á thì nó về những cái sàn phi tập trung á, là tiền mình tự bảo quản trong ví nóng của mình luôn. Có nghĩa là nếu mà thì cái hiện tại bây giờ mình đang chơi sàn Comfort đi. Dạ. Yeah. Thì là tiền mình nằm trên sàn. Dạ. Mình chơi sàn. Đúng rồi. Mình có bỏ vô bằng yeah. Dạ. Là tiền vẫn còn nằm trên sàn. Đúng rồi. Cục này là tiền nằm trong ví của mình. Còn có ví chữ lạnh nữa, là những cái người nào hô tài sản nhiều á, hô tài sản nhiều thì sẽ có ví chữ lạnh nữa. Là cái đó thì có thấy nó giống như cái USB. Dạ. Kia nó kêu mua mày nói chơi đâu có lớn đâu. Bạn thì nó. Dạ. Bạn thì nó không chơi cái này mà nó nói nếu mà ông mua Bitcoin không thì ông mua cái đó bỏ đi. Dạ. Có hơn một ít thôi bỏ vô đó làm gì. 128 HP. Tại vì có không phải là mình hô mình Bitcoin anh, mình hô rất là nhiều cái đồng coin.
có những cái đồng coin tiềm năng đó. Mình mua cái đó là nó hình như nếu mà tính tiền mấy triệu à, mấy một, triệu ờ đúng rồi, ba ba bốn triệu mấy, mà ờ ba bốn triệu mà nó cũng nhiều. Dạ rồi, em đã tích hợp cho anh là thứ nhất là Hecko Chain nè, Binance Smart Chain, và cái này là mạng chính của nó là Ethereum. Thì nó sẽ hiện tại có cái những cái sàn sàn swap á, là cái sàn phi sàn 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 DEX chứ, DEX là những sàn phi tập trung như là Uniswap nè, Uniswap đó, mình muốn lên đây mình giao dịch, nhưng mà bây giờ cái sàn Uniswap này á là cái phí giao dịch nó cực kỳ cao rồi, để dành cho người giàu, những người nghèo người ta không quá nổi, tại vì một lần giao dịch như vậy á là nó tốn rất là nhiều tiền. Một lần giao dịch như vậy, cái phí giao dịch á tùy nha, giống như bữa em làm giao dịch mà $3 là phí giao dịch $70 á đó. Thì anh có phải là nó không tính phần trăm mà nó tính fee trên số lần không? Đúng rồi, cứ mỗi lần dân cứ một lần thì nó dân nhiều thì nó trả cũng vẫn phải $10, mà dân nghèo thì cũng vẫn trả $10 phải đến đó. Dạ tùy theo cái khối lượng giao dịch của mình nữa anh, rồi nó sẽ tính phí. Nó thì khi mà ấy mình kết nối ví xong thì là mình sẽ, đây là mình có thể là chuyển đổi qua những cái đồng nó có sẵn ở đây, thay vì mình lên sàn thì mình phải mình rút tiền về thì nó rất là lâu, nhưng mà đây anh chỉ cần chuyển đổi qua thôi. Thì đối với cái Binance Smart Chain thì phí nó rẻ, nhưng mà bây giờ giá ETH nó mắc quá đó, nên là cái phí nó giờ thành cao, chứ thực sự lúc trước nó cũng rất là rẻ thôi, nó tiện dụng hơn. Và nó cái điều xui rủi của mình là chỉ bị xui khi mà bị hack cái ví á. Đó. Thì xíu nữa em làm xong này em sẽ chỉ anh là cách mình ấy cái private key. Thì cái này nữa được cái nữa là khi mà mình giao dịch trên những sàn này, có những cái đồng coin ở trên sàn lớn nó chưa có đó, nhưng mà nó cũng có tiềm năng, thì mình lên đây mình mua. Nó giống như cái con Alice á. Cương ờ con Alice mình biết thẩm có thấy cương cho trong mà nó lên mất rồi. Mà cương chỉ về thì không có dám làm. Tập cho nó quen, tập cho nó quen, không có sợ mất tiền đâu. Tại vì trong ví của anh chẳng qua nó mất thì mất cái phí giao dịch thôi. Đó, giờ thì giờ mình chuyển qua mình mua con kia. Chắc chờ cương đâu, nếu mà chuyển mua thì chắc chờ cương up cái video một cái contest của Lưu, contest của Lưu. Đó thì thay thì nếu mà bây giờ thì cương nhớ mà hai cái nằm trên sàn Binance không? Dạ. Nếu mà chuyển lấy một cái đó để chuyển thành con à đây à. Được. Dạ được anh. Thì đây em chỉ anh mua bán luôn nè. Mua bán thêm cho ấy thuần thục đi. Rồi anh đăng nhập vô đi anh. Ủa, anh đăng nhập bên cái ứng dụng bên đây đúng không? Thì đăng nhập thì cái ứng dụng bên này nó có luôn. Dạ dạ. À, bỏ cái này. Không, thì bỏ cái này đi. Bỏ này được mà con mình bỏ thêm số út thôi. Dạ. Ủa, anh đăng nhập bằng email hay bằng số điện thoại vậy? Số điện thoại thử. Không nhớ mà tưởng mình đăng nhập bằng số điện thoại. Bữa anh em nhớ anh email hay số điện thoại ta? Tại vì số điện thoại bên đó hỗ trợ không sao. Gặp bên đây gửi tin nhắn nhiều lúc nhà mạng nó chặn á. Dạ, kéo này anh, kéo cho anh lại nè. À, bên thì mấy cái này không gắt mà mấy cái khác đó. Sai mật khẩu. Hình như anh đăng nhập bằng email hay gì vậy? Không có thể đăng bỏ cái gì. Dạ. Thì nó cái bàn phím nó bị sai á. Nó là phím bị sao mà đánh. Đâu, anh nhập bằng email mà. Email. Email. Đây nè. Đó, có sẵn kìa.
thì máy của mình cứ sao lưu mật khẩu cho nó lưu mật khẩu không sao đâu. Máy của anh dễ gì hết, ai hát đâu. Tại vì bảo mật là 3-4 lớp mà. Không nó có. Ủa gì không được. Có thể hiện đánh ở một cái nền khác đó. Hiện đánh một cái nó lưu sẵn kìa anh. Đó. Một lần nữa là nó lóc đúng không? Rồi, gửi về số điện thoại. Không thể sẵn. Nếu mà vậy thì đổi. Giờ chốt con khác qua đúng không? Chốt một con này hả? Giá đang đang xuống mà. Nào cũng chốt được, tại nó giống nhau. Tại cái này số tiền này nó ít quá, có lợi. Ví dụ như nhân 10 lên thì nó cũng có 15 ngàn. Khổ ghê. Nhưng mà giá gì nhân 10. Cương thấy con nào mà nó không có biến động nhiều quá cương đổi thì... Con nào mà có thể nhân cao thì. Tại vì thực sự thì chơi không có sợ mạo hiểm thắng được thắng, thắng lớn hay có tiền cộng hơn thua. Không phải, tại vì nói chung mấy con này cũng ok cả. Thì thôi mua con SSB đi. SSB, SSB nãy giờ giá nó biến động không nhiều, mình lỗ không nhiều. Cứ quát qua thử rồi. Rồi anh nhớ chung vui cho mọi người. Anh nhớ vô trade anh. Trade. Dạ. Dạ. Trade, trade nè. Đây nè. Nhấn trade, trade. Dạ. Rồi kéo xuống dưới, kéo xuống dưới có mua bán á. Rồi anh nhấn vô sell. Rồi, quên nhấn SV trước ra. Kéo lên đây nè. Đây nè. Nhấn đây thôi. Dạ, nhấn vô này, SV. Nè, SV dạ. Dưới SV. Ôi, nó đang tăng. Đang tăng thì bán ổn quá. Không swap quá thôi. Bỏ máy là cứ swap rất nhỏ thôi, bỏ máy swap hết luôn đi, mai em mua lại 21. Ừ, quen dầu cái giá, em nói là giá dưới 2.8 là ok. Tại bữa là cho mua 3 cái máy lận mà. Hả? Đào, 3.1 giờ thì đó, hôm bữa là anh thấy vùng đó cũng ổn. Tại những cái con này bữa là cho người ta mua lúc là 2.3, 2.5 độ xuống. Nhưng mà em thấy ngay vùng kháng cự này em cho nó vô, cho người ta vô luôn. Rồi kế xuống đây mà nè. Cái con cái SSB này, SSB này hình như hiện cũng còn 2.000 mấy bên dạ. Consport. Dạ dạ. Ừ đúng rồi, như hiện cũng còn 2.000. Bên Consport ăn cái phí cao quá. Dạ, nếu mà mình ngồi tính mà mình giao dịch là 100.000, ví dụ như sau này tại tài khoản của hiện không mình nạp được cũng gần 100 rồi, nếu mà tổng hết. Ví dụ như mỗi một lần mà nó lời, sau này mà phương chốt nó về một thứ là mỗi lần giao dịch là 100, không 100 là nó 1%. Dạ. Vô mất 1.000, bán ra mất 1.000. Thì bán ra nếu mà có lời là mất hơn. Dạ, có vì Việt Nam thì thuế nó rẻ, phí nó rẻ đó. Còn thứ nhất là mình thở. Không, cái đó là phí, dạ. Chưa tính thuế. Dạ, dạ, phí bên đây. Đó là phí cho sàn. Phí bên đây thì giao dịch rẻ mà, phí giao dịch chơi rẻ đó. Thôi mình bán nữa thôi. Tiền mà rút từ sàn về băng mà thuế cá nhân. Đây đây anh, bán nữa thôi. Và anh nhấn vô bán giá này, bán ít à, bán nữa hay anh nhấn vô matchit đi. Matchit đáp bình. Ở đây, kéo dưới đi, kéo dưới. Kéo xuống dưới. Nè, dạ đúng rồi. Rồi anh nhấn 50% thôi. Chỗ này đúng rồi. Dạ. Ngay giữa. Dạ đúng rồi. Rồi nhấn sell. Còn cái nhấn giữa này. Sell SIP anh. Dạ. Ủa vậy là xong rồi hả? Là mình bán xong rồi đó. Bây giờ mình chuyển qua ETH. Nó không có, nó không có confirm hết á. Dạ, tại vì mình bán, anh phải hiểu là có ba cái lệnh. Một là lệnh chờ mua và lệnh thị trường. Mình bán ít thì mình nhận thị trường luôn cho nhanh. Rồi anh có ý nói là nó cho mình trong vòng 2 giây để confirm á, giống như là ví dụ mình muốn bán 50% nó sẽ hiện lên cái bảng thì bạn có xác nhận. Ừ thì nãy 100% hay không. Nãy anh ok rồi đó. Rồi giờ mình thì chỉ nhớ thì nhấn sell đó. Dạ. Làm dạ. Dạ. Nãy anh nè. Anh nhấn vô ETH. ETH. Bán đô rồi giờ. Dạ,
ETH Phải đúng rồi. thứ ba ETH trên USDT, dạ đúng rồi đó nè, rồi bị kéo xuống đến mình bay và 100% luôn, 533 rồi bay, dạ bay rồi đó, không rồi sau dạ thì đó mình dạ cái lệnh thị trường nên mình không phải đặt, nên không cần mình xác nhận, mà ngay giá thị trường bao nhiêu là mình thấy bao nhiêu. Rồi anh nhấn vô wallet nè, wallet overview fiat and bonds, rồi anh nhấn vô withdraw, khớp lệnh withdraw đây nè, khớp lệnh mà sao dạ dạ mít giảm á, mít bây giờ nó giảm, cái anh coi bay cái bơm đang bơm anh coi, anh nhấn vô crypto nè, rồi chọn Ethereum đây em này con cười, dạ Ethereum ETH anh nhấn vô, rồi nó sẽ có cho anh địa chỉ nè, mới nha, bị cái này nè nè, anh chọn nhấn vô ERC20 á, ở cuối cùng á ETH ERC20 được chưa, nhấn vô đó, có cái VIP 20 dạ đó là nó nền tảng á, nền tảng của nó có BEP2 rồi BEP20, nhưng mà sao mình biết cái ERC20 này là cái mình cần cơ? Dạ tại vì cái kia cương cao thì là ERC20 dạ không à. Mà mình đang giao dịch trên Uniswap, Uniswap nó mới chỉ là hỗ trợ ERC20 thôi nè, giờ mình nhấn vô address management ERC20. Sao giờ nó tự nhiên bắt cái này nữa ta? Bình thường đâu có đâu. Bình thường nạp rút bình thường mà sao nay phải bắt. Bắt vậy nữa. Hay là tại vì mới làm lần đầu. Bình thường cũng vậy mà nay bắt. Thôi kệ. À đây. List on turn off, rồi anh nó gửi một cái code về mail á, một cái code về phone, rồi Google nữa, rồi còn cái này nữa, dạ 380997 rồi submit, rồi xong rồi á, lòng mình quay lại là nó sẽ hiển thị cái địa chỉ ví của mình lên, là không cần phải ấy nữa, đó anh thấy không nè, nó hiển thị cái địa chỉ ví nè, đó lúc nãy là nó khóa, khi nó khóa bắt mình phải thêm á, à khóa cái này đặng cho mình khỏi rút ra phải không Cường? Không phải đâu, nó bắt mình thêm thôi. À nè giờ anh nhấn qua bên kia, dạ đúng rồi, làm từng cái luôn, anh thấy đầu con cáo như thế nào, nhấn vào chuyển ví MetaMask à. Rồi đây nha, khi mà mình chuyển mình coi kỹ ở trên đây là mạng chính thức của Ethereum á, anh thấy không à. Rồi anh nhấn vô account 1, copy địa chỉ cái ví của nó, account 1 á, thấy không? Account 1 nhấn ở đây. Dạ, nhấn vô nó, nhấn nghe account 1 của anh. Nhưng mà dạ, đúng rồi, dạ, rồi đã sao chép cái địa chỉ ví á, đó, còn, đó, rồi anh qua bên kia. Về bên kia. Dạ, anh dán qua, dạ, rồi dán, nè, để mình kiểm tra lại một lần nữa, anh nhớ 4 số đầu nè, và 4 số cuối của cái địa chỉ ví. Rồi anh qua bên kia anh kiểm tra lại một lần nữa chọn chắc, nếu mà đúng mình sẽ chuyển, không bốn số cuối là B5A3 đó anh, rồi OX 75 cái này cương chỉ, dạ rồi anh nhấn là ERC20
là phải chuyển đúng hàng lưới của nó. Cái này mà chuyển sai là mất tiền đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Rồi mát ra. Dạ. Rồi submit. Rồi. Ôi. Bảo mật mà anh, trời ơi chứ mất công mất tiền sao? Còn ở trên ví nóng kia thì thôi khỏi. Mà nói chung sau này anh thấy là ví dụ như đồng BNB nó cao á là cái phí nó cũng vậy thôi, nó cũng mắc cái gì. Dạ dạ bởi vì nên là bây giờ tụi nó nhiều cái nó qua player 2 á, những cái đồng coin player 2 để giảm phí giao dịch cho Ethereum á, nên là những cái đồng coin nó tăng lắm. Cương biết cái đồng tài chính hỏi cương biết cái đồng Binance mà hiện đang nắm giữ không? Dạ sao anh? Nếu mà tiền giao dịch bằng những cái giá tiền Bitcoin, ví dụ như Bitcoin là 60.000 đô Mỹ nha. Dạ. Nếu mà hiện giao dịch với bằng cái giá luôn, bằng cái giá 60.000 đô luôn mà là không có biết mình bao nhiêu Binance nha, thì cái tiền mà trên lệch giữa mua đi và bán vào á là nó tới mấy ngàn đồng. Ủa sao mấy ngàn đô? Tôi hiểu nó tại vì một cái giống như hiện đang có 963 cái Binance đi, mà một cái của nó là 2 đô mấy. Dạ. Ở trên sàn Coinspot á, bởi vì không thì thích hỏi Cương nên làm như thế nào. Rồi giống như 2 đô mấy là một cái, thì phải 2 đô mấy thì nhân lên cho 900 mấy triệu đồng đó, là thành gần 2.000 rồi. Nhưng mà trong khi đó nếu mà bằng giá đó thì giao dịch thôi là chỉ có 500 thôi. Cái sàn Coinspot á, đang lên cho Cương. Cái sàn đó thấy nó phiền phức quá. Mỗi lần cứ mua đi bán lại cái giao dịch muốn khùng luôn. Cái phí giao dịch 1% là không có tính nha. Dạ. Phí giao dịch 1% là tiền không có nói cái này nè. Dạ. Cương đang thấy màn hình đúng không? Dạ dạ. Nè. Cương thấy không? Cương thấy hiện tại giờ mua nó 58 đô này đúng không? Ví dụ nha. Dạ. Rồi bán ra 56. À đúng rồi, trên lệch giữa giá mua và giá bán. Ừ đúng rồi, bởi vậy hiện nói khi mà giống như khi mà hiện có để quay lại. Không nhưng mà anh phải hiểu là khi giá nó tăng á là khác. À, nên là đừng có lo. Không, khi giá nó tăng lên tới 60 đô á mà hiện thấy nó còn tăng lên nữa, nó lên 2 đồng. Mà trong khi đó nếu mà mình mua Bitcoin nè, Bitcoin cái giá mua giá bán nó cách nhau có 500 đô. Tại bên sàn này nó chơi kiểu vậy. Đây nè em cho anh coi nha. Anh coi trên Binance nha. Đây nè. Đây nè. Nè nó sẽ có giá trên với giá mua và giá bán nhưng mà nó đâu có trên vậy đâu. Đây nè. Nè anh thấy này, giá trên với giá mua và bán nè, 54918 thì 54912 thì nó trên nhau vài đô là bình thường nè. Mà bên mình 500 đô á. Dạ đâu có thì chỉ vài chục thôi là như vậy nè. Dạ thì đó, thì bên đây nó sàn này nó sàn nó vậy mà nó cố tình ấy để nó. Bởi vì hổng thì nói Cương á, khi mà mình chốt giao dịch là mình lên đẩy cái bên đó chạy qua bên Binance mình chốt hay là không, mà tới giờ nó cũng như không cũng như không như USDT, không phải anh chỉ Bitcoin là cũng mất phí luôn. Đó, bởi vì cái phiền phức là vậy. Ủa nhưng mà khi mà anh mà không cương, cái này nó tiện tính ghê. Nó tiện cái là nó mua bằng đốt và chốt bằng đốt luôn về. Dạ. Dạ. Nó giống như Cương đi chợ bên Việt Nam. Dạ. Dạ. Nó xài tiền gì hết. Dạ. Cái này mà, anh mà Cương thấy tính nó khủng khiếp không? Nè, Cương thấy là 963 đồng ha. Dạ. Cương thấy cái đợt có đợt tiền lên thì thấy nó tới
gần 2.9, 2.9 trên mỗi giao dịch. Dạ. Trên mỗi một coin á. Dạ. Hiện lấy 2963 thì nhân lên 2.9 là nó gần, nó đâu mà 2.000 mấy gần 3.000 á. Dạ. Đây coi, đây coi. Cái trạng này không. Trạng này nó ăn gì, nhà đầu tư đâu có giàu. Đó tiền qua nè anh. Đó. Hẹo quá ha. Dạ thì đi anh mà chuyển từ cái này mà lên đấy nó còn nhanh kinh khủng nữa, tại vì không cần sàn xác nhận. Vậy là mai mốt thì chỉ cần nhấn cái Google thấy có cái hình con cáo ở đây là nhấn vô là lập tới đó có gì mà thì không biết kịch hình. Dạ sao có gì là dạ. Thứ hai thứ ba có thể làm vài lần nó sẽ quen. Dạ ok anh. Đó. Rồi tiếp theo á là mình dành Uniswap mình mua nè. Thì để em kiếm cái contract của cái đồng kia, nói chung này sổ số thôi, nhưng mà em nghĩ chắc chắn nó sẽ đẩy nữa, tại vì cộng đồng nó đang FOMO lắm rồi. Để nó cho nó lên nhiêu lên. Không phải anh, nhưng mà tại vì cái con này nó hết nó tụi nó FOMO. Cái cộng đồng của nó bây giờ là đã là cộng đồng của nó bây giờ 10.000 người rồi đó, mà đang PR rất là nhiều, mà Elon Musk nó twist về con này nữa đó. Thì đây là mình về con này á, mình muốn mua trên đây, mình chỉ việc thêm contract của nó vô thôi đó. Rồi giờ nếu tương đây thêm contract đây em, thì contract nó dễ mà, thì tỷ mã contract của nó là xong mà đó. Rồi trên đây thì mình thêm contract của nó đó, những e-sport nè, rồi I understand đó là ra rồi đó, thì là nó đã niêm yết giữa cặp của mình và của nó nè, đúng không? Bình thường thì mình nhấn mát là nó sẽ ra đây nè, ra số coin nè, nhưng mà anh phải trừ lại một phí, chút phí ga thì mình chỉ giao dịch là khoảng là 0.2 đó, còn 0.1 đó, 0.28 là gần 0.3 0.2 thôi. Đó, trừ lại phí ga mình nhấn giao dịch rồi anh nhấn swap qua. Là vậy là mình giao dịch là mình dạ. 1/3 đúng không? Này nó 0.28 là nó được mà 0.3. Dạ dạ dạ, mình trừ lại để phí ga, phí giao dịch á. Dạ, giờ mình chuyển đổi qua thôi. Nè, cái phí giao dịch của anh là 0.006 nè. Từ từ anh nhấn accept. À vậy là mình còn dư nhiều lắm. Dạ, nhấn accept đi. Vậy là cương lên tới 0. Nếu vậy cương lên tới 0.28 luôn á. Không sao đâu anh, mình chừa lại thôi, không sao cả. Không cần phải mua hết đâu, nhưng cần phim web nè. Đó, thì bên đây nè, nó sẽ hiện nè, cái phí nè, cái phí giao dịch của mình là tới 33 đô lận, nó rất là mắc. Chỉnh cái phí ra lại không được luôn. Không, bởi vì cái phí nó rất, ở đây edit nè. Cũng vậy, không đáng kể. Đó, cái phí nó rất là mắc. Kể nó đi Phương ơi. Dạ. Thì để em giải thích cho anh hiểu là tại sao mà mình phải trừ lại cái phí ga để sau này mỗi lần mình giao dịch đó, trên mạng lưới này nó rất là mắc. Rồi mình nhấn xác nhận nè. Đó là đã xong á. Rồi đợi bên kia hai bên cái hợp đồng thông minh đó, nó sẽ xác nhận là mình đã chuyển đổi xong. Nó tiện hơn trên sàn giao dịch nhiều. Ủa Cương, sau này mà Hiền muốn lên Uniswap này là Hiền chỉ cần nhấn chữ app.uniswap là đây nè. Hay là mình có cách nào mình luôn trên đây nè, nhớ vô ngôi sao luôn nè, ưu tiên nè. Nè, xong nè. Rồi. Thì mình cứ nhấn app Uniswap chứ on ONG anh. Ờ. Phải hình dốt cái này. Từ từ quen anh. Trời ơi, có ai mà. Hồi đó mà để đi tìm được một bạn mà chạy Facebook giống như nó nhiệt tình như Cương vậy nè. Dạ. Với lại mà nói chuyện cảm thấy nó nhiệt tình á. Dạ. Cũng tốn đâu cũng nhiều lắm, trải qua mấy đợt lường gạt nhưng mà nó tổng không nhiều tiền thôi. Dạ. Mấy bạn nó gạt là chắc là triệu thôi, gạt suốt luôn. Ở nó lên đâu rồi được khoảng mấy triệu á, cái bắt đầu tìm chúng người đàng hoàng. Dạ. Nói chung á phải trả giá mà. Cái thời hiện chơi cái này thì lại chưa bị gặp thương, lại chưa có quỵ ta xuống mua bậy thôi. Dạ. Chỉ đáp xuống mua đào chứ. Dạ. Tại vì lúc trước em cũng bị mất nhiều lắm, nên là xây ra kênh này cũng ấy thôi, hỗ trợ cộng đồng. Cái mạng của Ethereum á, nó rất là chậm, để xác nhận giao dịch lâu lắm. Nãy giờ chưa xong. Tự chạy đi.
cương chỉ hiện trước xong là mình phải làm như thế nào? Dạ, thì nắm tắt thôi đúng không? Thì xong rồi mình nói ra là xong á, mua bán gì là xong á, nó đơn giản lắm. Lưu cái này lại đi. Dạ, đợi xíu anh, rồi, nó đang xác nhận chưa, để nó xác nhận giao dịch. Cái này là mình trả phí ra cao quá, mình còn xác nhận lâu vậy á. Chứ đừng nói mấy người kia. Mốt có kèo nào sổ khi không, tại hồi đầu thì tự nhiên tiền mua phu hết cái thành cá nó không còn chừa để chú lạc và cắt lạc làm mấy công chuyện như tin cho nó vui á. Dạ. Có kèo nào sổ cái tôi nhắn tin thì tham gia chơi cho vui. Không yêu cầu tháng lần mà mỗi lần mình có tham gia có người anh biết mình thấy đọc được. Dạ. Mình còn chung với hỏi gì đâu. Dạ ok anh. Có nhiều lắm. Ổng gà mới thấy mấy bạn cứ bàn Shiba xong rồi mình cứ đứng xem nó không nhảy vô dòng, cái vô dòng được không nhảy mấy bạn từ trăm hay nhân ngàn vô thì gà không biết nó nhân được không. Để cứ vậy. Sao xác minh giao dịch này lòng dữ ta. Đó được. Chưa nó đang quay với anh. Thì lên đây nè, mình lên đây mình check cái mạng lưới á. Nè, đang in out nè anh. Đó, mình check cái địa chỉ ví của mình luôn á, là blockchain nó minh bạch lắm. Nhưng mà sau khi mình xác minh rồi mình làm cái chữ gì nữa, nếu mà được thì cũng chỉ cho nó cái hình ảnh đợi không sao đâu anh, để luôn thì xong rồi mình tắt đi thôi, đợi nó xác nhận giao dịch á. Nè anh thấy nè, đó một pending nè, nó thể hiện rõ lên tất cả trên mạng lưới hết, là khi mà anh thực hiện một giao dịch á là nó sẽ minh bạch hoàn toàn, chứ không phải là như ngân hàng này kia, bởi vì blockchain nó đang dần dần thay thế à. Ủa và mình hôm giờ mình đổi qua cái cương chỉ mà cái private key đi, đúng rồi. À, chút nữa tắt em tắt quay đi rồi em ấy nha. Thường thường chợ này có bao nhiêu phút chưa? Nhanh lắm mà sao tự nhiên bữa nay quay với ta. Bình thường mấy giây à? Hay là ổng cương trả nó... Không, phí đó, phí mình là cao mà chứ đâu có thấp đâu. Thực sự á, giao dịch trên sàn Coinspot á, cái sàn này hiện ra chưa? Cái sàn hiện ra hình thành ra thì còn thấy sàn nào cao. Mấy sàn này bây giờ dịch giảm lắm. Cái sàn, mấy sàn này phí giao dịch nó thấp mà anh, tùy theo anh giao dịch giữa cặp nào nữa. À, hồi nãy Cương cho coi cái gì Bitcoin đó, cái BTC đó, dạ. Cái trên kia nó chỉ có trên lệch mua giá mua vô giá bán ra rồi anh nạp rút á hầu như phí bằng không hoặc là một đô thôi, giống như rút về Việt Nam mà. Giờ em rút USDT đúng không? Bình thường anh rút bên kia là phí 1% luôn đúng không? Một lần rút là 1%. Nhưng mà bên đây á, ví dụ như là anh sử dụng cái nền tảng của thằng BSC đi. Nè, của Binance đây nha. Ví dụ như là đây nè, mình rút á, mình rút phí nó rất là rẻ luôn. Anh rút USDT đi nè. Đây nè em chỉ cho. Đây nè. Đây nha. USDT nè. Anh dùng mạng của thằng này luôn đó, của BSC á, cái phí nó cực kỳ thấp luôn, nó chỉ một đô thôi. Nè đây nè anh thấy không, nè cho nè là hơn một đô đúng không, một đô nè, còn cái này là chỉ 0.8 thôi, 0.8 đô một lần rút á, là anh rút số lượng không nhiều á cũng một đô thôi. Cái mà rút chuyển đi chuyển lui á thì cái sàn của bên thì nó giống vậy, thì thấy nó cũng giống gì, yeah. Máy này, yeah. Nhưng mà em nói mà cái tiền mà mỗi lần giao dịch á, ví dụ như cương giống như hiện giao dịch 963 cái coin Venus á, tiền sẽ bị mất 1% trên tổng số tiền giao dịch, là cái đó là một cái ha, yeah. Thêm một cái nữa là cái tiền trên lệch giữa mỗi một coin Venus là 2 đô mấy, yeah. 1 đô mấy cho tới 2 đô mấy tùy theo á, yeah. Cương thấy cộng cái đó lại là nó rất là nhiều, yeah. Bởi vậy đang tính nếu mà khi mà tăng số lượng coin lên thì chắc hôm nào chắc đẩy lên Binance hết quá, chừng nào chốt tiền thì mới đẩy về, giống như tháng đó thì cần không có ngàn, ấy gì cũng
cũng mất 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 ấy à, cũng vậy à, thôi anh để vậy luôn. Nè anh nhìn trên mạng lưới đang xác nhận sau nay chậm ghê luôn á. Nhưng mà mua bán trên thằng này thì dễ, dạ giao dịch lẻ cực kỳ luôn, dạ dạ trên sàn Coinbase, dạ thì nó lấy cái này nó ưu tiên. Ủa mà em thấy mà chơi bốc kè chơi nó không thì nó đơn giản mà, giao diện đơn giản mà, nhưng mà anh chơi Binance thì nó cũng hỗ trợ Úc mà, nạp lên thì đâu mất phí gì đâu đúng không anh? Nạp lên chưa có nạp lần nào, tại bữa thẩm nạp không được. Dạ yeah. Ừ, bữa thẩm liền nạp qua cái Mastercard thì không dám nạp rồi, tại không có ông gì nạp Mastercard cũng được, phải liên lạc với tôi không cả đó. Dạ dạ. Thành ra thì nạp kiểu kia nó đòi pay ID. Dạ yeah. Thôi được mà rồi. Trong nhà bán tiền đâu yeah. có tích hợp pay ID thì nó đâu có nạp được. Được rồi anh, này đợi xíu nữa để cho nó xác nhận giao dịch đi, để em tắt thêm chỉ anh cách lấy Rybiski. Right.